như mà bạn bị tráp, bạn sẽ xử lý như thế nào? Chắc cũng sẽ không quan tâm lắm. Cảm thấy giờ điều đó bình thường quá. Dạ, chắc là buồn. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ đến với một cái chủ đề, đó chính là bạn sẽ xử lý như thế nào nếu như mà lỡ bị tráp. Sao mà nan giải quá ta. Nhưng mà thôi, mọi người đi theo mình để xem những người ở đây họ sẽ phản ứng với chủ đề như thế nào nha. Đi theo mình nào. Xin chào bạn, mình đến từ Siêu Thám Tử và ngày hôm nay mình có một vài câu hỏi muốn phỏng vấn bạn, không biết bạn đã sẵn sàng chưa ta? Rồi, ok, thì lời nói đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu bản thân mình một chút xíu được không? Mình tên là Nghĩa và quê mình ở Vũng Tàu và hiện giờ mình đang sống ở Hồng Cầu Vấp. Rồi, vậy hả? Bạn là sinh viên hả? Đúng rồi. Rồi, ok, chúng ta cũng bắt đầu nha. Thì câu hỏi của ngày hôm nay được đặt ra là nếu như mà bạn bị tráp, bạn sẽ xử lý như thế nào? Nếu như mình bị tráp thì theo mình nghĩ á, thì đó giờ là mình chưa bị tráp bao giờ, nhưng mà nếu như có ai đó tráp mình thì mình chắc cũng sẽ không quan tâm lắm. Bởi vì mình cũng không quan tâm về vấn đề đó lắm. Bởi vì nếu người ta có thích mình thì mình sẽ thích lại, còn không thì thôi. Nhưng mà nếu lỡ bạn lỡ yêu người đó quá, bây giờ sao ta? Tình yêu mà bây giờ lỡ mà bạn yêu người đó quá rồi, bây giờ không còn cách nào hết, bây giờ phải làm sao đây nè? Nhưng mà dù cho có yêu người đó quá, nhưng mà nếu người đó có ý định đã chấp mình rồi thì cái tình yêu đó nó không có xứng đáng. Nhưng mà bạn có nghĩ rằng là người ấy có cố tình trả bạn hay không, hay là lỡ trong một phút giây nào đó bạn ấy yếu lòng, hay là bạn có bao giờ bạn nghĩ như vậy không? Mình nghĩ là không. Không hả? Lỡ, đúng rồi ha, nếu như mà lỡ mà người ấy mà lỡ có đi rồi thì cho đi luôn đi chứ. Đúng bây rồi. Giờ cũng đâu có gì đâu đúng không? Thì bạn chưa bao giờ bị tráp thì dạ, không biết là bạn có đã từng lỡ trong cuộc đời này tráp ai chưa giờ chưa ta? Dạ chưa. Really nigga? Cái gì? Không tin đâu nha. Thiệt hả? Không tin đâu, trời ơi. Nhưng mà chưa ai luôn hả? Dạ chưa. Rồi, thì nếu như mà lỡ mà trong tương lai á, mà bạn lỡ đây đi, bạn lỡ bạn chát một người nào đó thì bạn có cảm thấy là có cái lòng trắc ẩn nào trong bạn hay không, hay là bạn thấy cái điều đó bình thường không? Nếu như mình lỡ chát ai đó thì đầu tiên mình sẽ trách bản thân mình, bởi vì mình là làm vậy là mình sẽ thành một người rất là tệ. Đúng rồi ha, thì bạn phải suy nghĩ chứ đúng không? Dạ. Một chàng trai quá tốt và quá tuyệt vời luôn nè. Dạ. Rồi, mình cảm ơn bạn nha. Dạ, ok. Cảm ơn cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì dạ, mình chúc bạn ngày càng thành công và đẹp trai hơn nữa. Dạ, cảm ơn bạn. Xin chào bạn, mình đến từ Siêu Thám Tử và ngày hôm nay mình có một vài câu hỏi nhỏ muốn đặt cho bạn ngày hôm nay, không biết bạn đã sẵn sàng chưa ta? Ok. Rồi, thì lời nói đầu tiên bạn có thể giới thiệu bản thân mình một chút xíu được không? Chào mọi người nha. Mình tên là Huy và mình đến từ Vũng Tàu luôn. Mình hiện tại sống ở Gò Vấp. Bạn là sinh viên luôn đúng không? Dạ đúng rồi, mình là sinh viên năm 2. Thì cái câu hỏi đầu tiên mình muốn dành cho bạn á là liệu là bạn sẽ xử lý như thế nào, mà nếu như bạn lỡ bị tráp thì bạn sẽ như thế nào ta? Thực sự là đó giờ mình bị tráp nhiều lắm rồi, nên là mình cảm thấy giờ điều đó bình thường quá. Lại là thì nếu như là mình có yêu người ta thiệt thì mình hơi buồn một xíu thôi, còn lại thì mình cũng kiểu thôi và không quan tâm lắm và cho qua thôi. Còn như khá nhiều lần vậy luôn á hả? Dạ. Rồi cách nào bạn vượt qua nó được hay vậy? Thì mình sẽ đi chơi, đi bời và mình kiếm những cái cuộc vui khác làm cho mình không còn nhớ đi đến cái người mình chắc mình nữa. Bạn có bao giờ suy nghĩ rằng nếu như một ngày bạn gặp một người mà bạn lỡ bạn yêu người đó quá đi, mà người đó lỡ làm tổn thương bạn quá rồi, thì bạn có tiếp tục ở lại với người đó hay không? Thì họ đến với mình với tâm thế là họ chấp mình, thì mình nếu như mình có yêu quá thì mình chỉ buồn thôi, và từ từ thời gian nó cũng có gì. Người ta nói là thời gian nó sẽ làm cho phai quả con người mà, nên là thời gian nó sẽ từ từ, biết đâu mình lại gặp một người nào đó ok hơn bạn nói thì sao, nên là tức là bạn vẫn sẽ chọn ra đi trong đau khổ còn hơn là buồn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mình hoàn toàn hiểu cho bạn luôn nè. Nhưng mà nếu mà lỡ nha, lỡ trong tương lai đi, lỡ mà bạn lỡ tráp một ai đó không có cố ý đâu nha, thì lỡ mà như vậy á thì bạn sẽ có cảm thấy là có lỗi với bản thân mình không? Có lỗi, có cái lòng trắc ẩn nào trong bạn nó trỗi dậy không? Thì đó giờ mình cũng chưa bao giờ tráp ai hết á. Thực sự là nếu như mà mình có lỡ, mình có tráp người ta hay gì đó thì cũng như là người ta xui thôi. Oh my god! Wow! Không có như cái người ta xui, sao kỳ vậy? Dạ. Dạ, tại vì nếu như mình có ý định chát người ta thì mình sẽ đến người ta với mục đích khác, mục đích nào đó nó ngoài về cái vấn đề yêu đương hơn. Trời đất ơi,
ơi, thật là khó hiểu quá đi. Rồi, mình hoàn toàn mình hiểu cho bạn luôn. Thì mình cảm ơn bạn nha. Cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Mình chúc bạn sẽ càng ngày thành công và sẽ tìm được một tình yêu cho cuộc đời của mình. Cảm ơn bạn. Và không có trách bất kỳ ai nha. Xin chào bạn, mình đến từ Siêu Thám Tử. Và ngày hôm nay mình có một vài câu hỏi nhỏ muốn dành cho bạn. Thì không biết bạn đã sẵn sàng chưa ta? Dạ, sẵn sàng. Rồi, ok, thì lời nói đầu tiên bạn có thể giới thiệu bản thân một chút xíu được không? Dạ, em là Ngọc Đại, sinh năm 2007. À, 2007 hả? Rồi, ok nha. Thì bạn đã từng yêu ai chưa ta? Dạ rồi. Ồ, nếu như mà đặt một trường hợp đi, nếu mà bạn lỡ bạn bị tráp thì bạn sẽ như thế nào đây? Dạ, em không biết. Mà sao thì không biết? Dạ, em chưa bị bao giờ. Mà nếu mà lỡ mà nó bị gì đi thì giờ phải làm sao? Dạ, chắc là buồn. Buồn thôi hả? Dạ, chỉ là buồn thôi. Ồ, rồi, ok đi ha. Thì buồn rồi thì làm sao mình vượt qua được đây? Làm sao mình vượt qua được? Thì mình đâu phải là buồn hoài được không? Thì cuộc sống của mình nó sẽ nó cứ như vậy hoài. Mình phải làm cuộc sống mình tốt lên chứ. Thì bằng cách nào bạn vượt qua được nó để tốt lên? Em ra phố đi bộ uống trà đào. Ok. Ồ, vậy hả? Rồi còn một cái gì đó nữa không? Dạ, chắc là làm những gì mình thích thôi. Sống như bình thường thôi. Tức là bạn sẽ không có để tâm đến người đó quá nhiều nữa đúng không? Đúng. Nếu mà lỡ đi, tương lai cho bạn một người đi mà bạn ấy làm bạn đau lòng quá, mà bạn lỡ bạn yêu người đó quá rồi, bây giờ bạn phải làm như thế nào? À, hên xui. Dạ, tại vì nếu mà mình chia tay người đó thì mình cũng chỉ là trở về cái ngày trước mà mình không có người đó thôi, cũng là một ngày bình thường thôi. Bạn không tổn thương nữa. Lỡ đây là người bạn rất là yêu mà. Phải yêu bản thân mình trước. Đúng rồi, phải yêu bản thân mình trước đúng không? Mà nếu mà bây giờ đặt trường hợp đi nha, bạn lỡ đi, tự nhiên cái duyên nó đưa bạn tới cái xong rồi, tự nhiên bạn lỡ bạn cháo người ta một cách vô ý nào đó, thì bây giờ trong không biết là trong bạn có xuất hiện cái lòng trắc ẩn nào không ta, hay là bạn cũng coi như dưỡng dưng thôi? Dạ, chắc cũng bình thường. Chắc cũng bình thường. Bạn chắc chưa? Bạn chắc chưa vậy? Làm vậy rất là tội nghiệp con gái nhà người ta đó nha. Rồi, bạn có thể suy nghĩ, bạn có thể nói lại. Cho bạn có thể nói lại đi. Vẫn một cái ý kiến đó luôn hả? Nếu mà là em thì em sẽ không làm như vậy. Chứ không có đặt trường hợp. Ừ. Em sẽ không làm như vậy. Chắc cũng bình thường. Ờ, rồi, tức là bạn rất là chắc chắn về những cái gì bạn làm. Và không có một cái gì trong tương lai có thể thay đổi bạn được đúng không? Rồi, mình hoàn toàn hiểu với bạn luôn. Thì có cái mục tiêu, có cái định hướng gì là rất là tốt. Rồi, thì mình cảm ơn bạn nha. Thì buổi phỏng vấn ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Mình chúc bạn ngày càng thành công và sẽ tìm được một tình yêu cho cuộc đời mình. Rồi, cảm ơn bạn nha. Sau một ngày quay ở đây thì mình cảm thấy rất là lạnh và thật sự là rất là hơi nan giải một chút xíu đó. Nhưng mà thôi không sao hết. Cuối cùng thì tụi mình đã hoàn thành xong thử thách ngày hôm nay rồi. Nếu như mà mọi người thích thì mọi người cho mình một like, một share nha. Cảm ơn tất cả mọi người.